rồi nước chảy rồi. Làm hút, làm cà phê hút hút rồi đem lại đây. Nó biết nó chửi rồi dòng đỉ mày đi đâu tao biết mày trơn. Ôi trời. Cái người nào lớn nhỉ? Dạ. Thả tao ra hả? Mà nó kêu mày tao có lợi, nó biết hết trơn luôn. Nó biết biết bạn hết trơn. Nó lấy tiền nó nhậu. Nó ông nào dám vô. Nó, con nó, không dám đâu. Nó đem qua nhà con. Để nói vậy đó chơi nãy đi về là sẽ làm nó nữa. Nãy mới đứa mới lợi chửi đó là kêu vô không gì ăn bứt chân giật nó lại. Dạ. 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 Cái đầu cô đó như là dạ. 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 Anh Quýnh hả cô hả? Cần 2 tiếng. Trời ơi. Ủa nó nghe con đi mút hút. Nói vậy. Không. Dạ. Đáng sợ. Mở cửa cho anh đi. Anh Vinh, 37 tuổi. Đang bị bệnh và đang ở nhà bên kia cả nhà. Vậy sao giờ này tình hình anh sao rồi cô? Thì cũng vậy, không mấy chú mày biết gì. Ngày nào cũng la hét hả cô? La mà có khi la khi mấy chú mày bị chửi muốn chết luôn. Không mấy chú làm bị chửi luôn. Chửi dữ lắm mà tại vì mấy chú thấy thôi bệnh hoạn chú cũng thông cảm. Dạ. Cũng không có nói gì với mẹ đâu, cũng đem tối ngày mấy cổ là mấy cái người này cũng thấy tội nghiệp, thấy bà tội nghiệp quá. Mà cô cũng đã cô khóc hoài. Chịu không có nổi mà nhưng mà cũng thấy tắm rửa trên cho Vinh thì cũng nói cũng bữa hổm cũng chịu tắm cô bơm nước nè. Dạ. Bơm đại thẳng vô rửa hai bữa cô rửa một bữa. À bơm thẳng vô giống luôn. Thẳng rồi. Rồi cô ấy đường nước cô nói rồi. Đùa ra được lỗ đó, đùa ba cái đồ đó ra bữa nào cũng đùa. Thì giờ cô không có ấy thì cô làm mỗi bữa, còn nếu mà cô mắc công chuyện quá thì cô để bữa sau cô bơm rồi cô cũng để lỗ ra gì nè. Dạ. Nó đùa ra cục tới cũng thấy bằng Vinh không biết sao. Rồi mấy ngày có đi thầy đi gì không cô? Không, tự nguyện như vậy luôn. Tự nguyện như vậy luôn. Đừng đi thầy đi chừng nào khùng thêm. Ồ. Rồi cô sợ cô để từ hôm đó giờ thấy sao Vinh cũng đỡ. Ồ. Mà mình không dám nói. Dạ. Để coi làm sao. Ừ, để đâu, coi từ từ coi từ sao. Từ từ coi nó coi làm sao chứ mình nói là mai mốt này nó như vậy nghe người ta cần chết. Dạ. Sao thì mừng ngày nấy đi. Mấy hôm nay là có chửi cô chú nữa không? Cũng chửi mà làm ít ít hơn lúc trước hả? Có khi không biết gì kêu chửi cô đuổi này để kia đi giam tôi phát chỉ mặt cô đi giam tôi phát đuổi cô vậy. Giống như lúc trước vậy đó hả? Đem cơm qua đuổi chửi cô vậy. Kêu mày đi giam tôi phát mày giam tao vậy. Trời ơi. Nhầm khi có bữa cô trong mình cô vẫn mà cô nói cô không có sợ. Cô nói cô can đảm. Yeah. Giam ra chỗ con của tôi đi. Giam ra ai có ấy thì giam khỏi con trai của tôi ra đi. Trời ơi, cô nói vậy hả? Cô nói thật. Cô không sợ, cô nói. Cô đốt nhang hả? Cô nói vô giái, cô nói. Đốt nhang ở trên trời, cô nhìn với trời. Cô có mũi cắn cô, anh chán rồi. Nói rồi tôi ở vậy qua đó chịu đựng mấy tháng trời, cất nhà, cất cửa. Giờ nhà cửa cô là cất hội la rồi. Nói vậy đó, thuốc. Ôi. Hoài. Có cây thuốc ngoài xe kìa, ngồi lấy vô chứ. Con cây thuốc cho con cũng mua lần cây rồi để dành cô lấy vài điếu và điếu cho đem chứ đừng có đốt nhiều. Không có nhiều được. Dạ. Mà bây giờ mình nói vậy rồi giờ mình đâu có dám cho 8 điếu một ngày. Bữa cơm rồi 2 điếu. Dạ. Rồi bữa cơm nữa 2 điếu ngoài 3 6 điếu rồi nó có ấy quá mình đưa điếu từ từ rồi đưa bánh rồi đồ thêm phụ hoài vậy. Dạ. Cô ở bển cũng nói ráng đi cô giúp cho. Giúp cho anh Vinh tụi nghiệp thì hoàn cảnh chị cô cũng như hoàn cảnh cô với cô bên Mỹ đó. Dạ. Là cũng như cổ trước kiếp trước cổ thiếu nợ cô gì đó, cổ nói gì đó cũng như cổ giúp đỡ á. Dạ. Chị đó cho cô gì đó giống như có duyên với anh Vinh. Có duyên với anh Vinh. Thương Vinh mà lại thương chị nữa. Chứ người ta thiếu gì em cũng giúp mà nhưng đâu có bằng chị với em. Lâu là cô gửi số tiền của Đức Tâm đến thiện là giúp anh Vinh. Lâu là giúp gì đó. Cho tiền ăn uống. Cho tiền ăn uống hoặc lúc trước thì giúp nhiều á, trăm đô lúc trước á. Yeah. Lúc này thì nói ngay ít. Cũng hơi ít lâu. Yeah. Rồi mà cô cũng nói để em thẳng từ từ cô giúp về cho. Yeah. Mà cô kêu một hai
đi mua cái điện thoại rồi cho cô với cô đó thấy mặt vậy đó. Dạ. Đặng biết hiểu với nhau. Dạ. Thấy chị tội nghiệp quá trời à. Rồi cô cũng không có điện tới điện lui chi, trời ơi chừng nào cô cho thì cô nói với cậu với gì. Dạ, dạ đúng liên rồi. Lạc với cậu chứ đâu có đợi gì mình đi trời ơi tiền của cô á giúp vậy mừng rồi, mình không có gì giúp hết mà giúp cho con mình vậy mình cũng mang ơn rồi. Dạ. Ở đó mà mình bưng phân chi phải không. Dạ đúng có rồi. Bữa nay mình lo được rồi mình lo đi vậy cô tính vậy. Dạ. Nhà cửa là xây xong hết chưa cô Nhan? Còn cũng vòng vòng á. Em nó làm mà vợ của bên vợ người ta cũng đỡ, người ta cũng cứu. À, vợ của con trai. Vợ thằng con dâu ha. Ừ, con dâu. Ồ. Rồi ở cái nhà cửa này đẹp quá trời luôn. Rồi người bà con dòng họ đó thì cũng cho mượn số. Cửa đẹp quá cô chú anh chị. Dạ. Đầu cổ từ hôm đó giờ hết chưa được nữa. Dạ. Và người này lợi cái nói thôi cho mượn 100 đi lận hết mình thấy con vậy đưa người ta cũng lên đầu cổ nhìn. Dạ. Bây giờ dài gì? Bây giờ dài lắm hả cô? Dài mà cô chú là... chú. Dạ. Chú chú khỏe không chú? Cũng khỏe con. Rồi xây nhà mấy bữa giờ rất vất vả hả chú? Trời ơi, theo làm dọn dẹp cho nó biết. Ừ, còn gì mà xây nhà xây cửa là mệt lắm, đồ đạc tùm lum hết. Dọn tới dọn luôn. Từ từ còn dọn như gì mà. Còn vòng vòng đi biết nhiêu nữa nè. Dạ. Mà tôn rồi người ta mặn ta đâu có dục tùm lum mà không thẳng mình dọn. Dạ. Kệ chứ giờ rồi xong nó được kính rồi để cô ở ngoài nắng mà ngoài sương không đâu có chỗ có nơi khổng cô ở bên đó đó mưa. Giọt với mũi thôi nó cắn cô chứ kiếm. Dạ. Gán á, dạ. Có chỗ đâu ở. Rồi che cái chậu vậy đó, che một chút vậy đó. Che mà ở dưới đó nha, chứ phải được trắng gì cũng đỡ à. Dạ. Nếu mà nó thấy nó hết bệnh thì nó đỡ rồi. Đỡ nó bệnh lần cho nó mờ một cái. Bây giờ làm sao nó nói anh nó vậy rồi bây giờ để mẹ anh vậy thì cha anh vậy thì ai ta cũng quở. Dạ. Ta nói là ngập nước cả hai mươi mấy ba chục năm rồi mà lúc mà cậu lợi là không có ngập. Dạ. Lúc sau đó, nó ngập lên tới nhiêu lần gạch mà nó ngập nhiêu nè. Tới mùa nước đó nha. Ừ, tới mùa tháng 9 tháng 10 đó. Dạ. Rồi không lẽ bây giờ cậu không có lợi thì mình kêu cái gì. Phải không mà ai thấy thì giúp thì mình mang ơn vậy thì dạ. Rồi chứ không vậy là mình để hoài. Dạ, để nhà rồi. Mình vậy hoài rồi chịu sao nổi hai mươi mấy năm rồi. Dạ đúng rồi. Ngập vậy rồi nhà thì mình không có ăn nít. Mà bây giờ cái buồn đó thì chiều á bắt gạch thì trèo lên đó ngủ rồi tới sáng rồi ra vậy thôi chứ đâu có đi đâu. Dạ. Ra nước lỡ giò cô lúc đó chứ. Dạ. Mà nhưng mà mình kệ chứ chị vì hoàn cảnh mình vậy rồi sao. Ở đây giờ cũng qua bển thăm anh Vinh chút nha cô. Chị dài dữ lắm. Dài lắm á. Tới giờ luôn hả chú? Năm chú? Mấy rồi. Dạ, năm mấy rồi. Mượn mấy đứa nó chơi mà mấy đứa. Không ai dám lại luôn hả chú? Không ai dám lại đâu. Dạ. Này cô chú là đến thấy cô chú cắt nhà quá trời đẹp luôn. Thì những video trước khi anh em có đến thì đây là nơi của anh Vinh của chú anh chị. Thì anh hay la lối. Lúc trước thì hay chửi bới cha mẹ này kia của chú anh chị. Mọi sinh hoạt ở trong bốn bức tường. Mới nãy qua thấy ướt tay thâu trình. Anh Vinh ơi. Ôi. Khỏe không anh? Chào anh. Cô đang làm gì trong đó chị? Còn giờ quá trời chơi dẹp bún gì để nó bóp. Ờ có ai có mua điện thoại rồi mua đồ dùng cái ai? Sao anh? Kêu mua gì á? Mua điện thoại. Ờ kêu mua điện thoại hả? Lát nữa thì cô mới tắm rửa mới dội nước vô rồi xem mới sạch. Điện thoại gì tốt hút rồi ăn đâu ai? Mới đưa thuốc rồi thuốc gì nữa con? Tóc dài quá dài. Dạ. Tắm ở trong rồi sao con thấy nước ướt nhẹp đi cô? Mới cô mới ấy thôi rồi nó ăn. Đây xịt nước vô nè. Cô không dám thọc tay vô. Giờ quá. Dạ, không dám thọc tay vô. Mới đó mà. Này bom bắn ra. Thuốc đẩy vô đại điếu ơi. Thuốc đẩy vô đại điếu đúng không? Rồi có mua ai mua thuốc cho anh kìa. Để hồi chú đem vô. Ba cái bún cô ăn còn bỏ lùm lùm. Làm thuốc uống với đem rồi ăn vô ơi. Lao chỗ này nè, rồi cô mới kêu nó tắm. Đem đồ xuống đó đó. Dạ. Rồi mở cửa đó rồi nó đùa ra. Nó cũng đùa nó lao nó chùi được sạch lắm á. Dạ. Cũng đỡ vậy không? Chút hết điếu à. Giờ thấy cái nền nó bị ướt nè rồi. Dạ, ướt là như mới ăn đây rồi nước chân. À. Rồi tới chừng mình ấy rồi nó lao cái chân nè. Dạ. Cô
đổi. Đúng rồi. Hồi nãy cô vô cô xịt nè. Cô thấy sao mà ôi nước đây. Cô mới xịt tới đây nè, nó mà ướt chút mà cô tính thọc cái này vô chùi mà không thọc được. Không dám thọc vô. Ờ, thấy nó ngồi đây thì sao thọc? Dạ. Hôm nay tóc anh dài quá trời. Quá trời dài rồi. Đấy, mấy đứa nó hứa hoài tao không được gán như là đúng phút rồi. Làm đứa không biết giờ nào. Rồi cả nhà. Cô chú là vất vả với một thời gian dài lắm đó nha, từ khi mà anh phát bệnh lên đó. Lo lắng rồi, hàng đêm rồi ngủ nghe không được, đánh la. Đánh nào đó, 12 giờ nó la rồi thức dậy luôn tới sáng luôn. Ngủ không ngủ nghe gì. Sao giờ? Bây giờ nói với chú con đi. Bây giờ thì sao? Biết nói sao giờ? Dạ. Rồi sáng giờ ăn cơm nước gì chưa anh Vinh? Ăn rồi có tiền xin về tụi bay. Xin tiền làm gì? Mua đồ ăn của Phúc rồi. Dạ, mua. Bán vô cũng bán. Ồ. Mở cửa nè. Trời ơi. Mình bây giờ lấy được đồ nó đâu có. Trời mình bán nhiều có mua qua bỏ. Dạ. Mấy cậu cho tiền. Lâu lắm rồi mới em mới gặp anh Vinh á. Để bánh rồi, bánh có bút rồi. Đâu có xấu ấy gì đâu. Thấy cũng không cũng vậy ha, nhưng mà tóc dài, tóc dài, dài quá. Để bữa nào cô gọi xong rồi cô bán luôn đi mượn người ta. Thằng hết tại giờ còn tùm lum nè. Dạ. Cho tôm bọng tùm lum cô ớn. Lúc á. Dạ. Cô hổng chấp một nhà nè. Cái nền nó ướt nhẹp mà anh mới ăn không ướt nhẹp không? Mới ăn thì làm cho nó cao lắm. Rồi cái nó vô chổng cái mình ở đây nha. Dạ. Yeah. Mình xối nước vô rồi nó tắm rửa. Thì nó nằm kìa mình mới rửa được. Nó nhờ nó trèo lên võng cho hơi chết. Ồ, có cái võng trèo lên nằm. Ừ. Chứ nằm ở dưới luôn rồi không biết sao đâu luôn. Có. Nằm trên võng đó mà. Cũng tắm rửa sạch sẽ. Không biết thầy hả, mở cửa rồi. Dạ. Nhớ mở cửa rồi. Mở cửa ra hả? Lát tôi mua chai xịt mũi. Mở cửa đi đâu? Uống cà phê rồi. Đi uống cà phê. Uống cà phê mua uống khúc rồi. Dạ. Sao không hớt tóc? Anh không hớt tóc vậy? Hớt tóc không? Mua cà phê rồi lại rồi hớt tóc. Rồi cái này anh đang uống cái gì vậy? Anh đang uống nước gì vậy? Cô làm cà phê đó hả? Mà anh uống gì đó hả? Cà phê cũng như cà phê nét rồi để sữa vô. Rồi anh chấm, anh chấm. Nó biết thì mình mua cái đồ hớt tóc điện đó rồi anh đẩy lên nó cũng được. Dạ, có cái là anh không có biết hết. Mình đưa đó rồi lại nguy hiểm nữa. Nên là cô chú sợ lắm luôn. Ừ, hôm đó có mấy cái nguy hiểm mà muốn lấy ra muốn trần ai. Dạ. Mấy cái mượn cái kéo, đòi lại hớt tóc lấy cái kéo người ta, tao nói thôi người ta thiệt. Ta lợi người ta chạy xin biết bao lâu rồi tới công an rồi lại xin mà không được. Ai kêu, ai kêu. Cái súng. Ai chú mừng nhà vậy? Nha bằng nhà thì mang gửi đây gửi á. Rồi sao lấy nhà tôi mà lại làm gì đầy dữ vậy? Anh đó hả? Ừ. Anh biết luôn. Anh biết xi măng nhà tôi hả? Ờ, gửi đây nè, một nhà đây nè. À, qua bển trời mưa đâu có để bển được. Rồi người ta qua người ta giác nhà tôi mà sao dám lại đây. Ôi kêu người ta biết nói, nha. Ừ. Biết đồ của mình. Ờ, biết thì để giữ giữ lắm. Dạ. Mà nguyện quà cho nó cái ra. Cái gì mà đổ vũ nhà vậy? Cửa gì. Lấy đúng chứ lấy đồ ăn tôi có. Sáng giờ tại vì cúp điện nè, rồi với một là họ không có đem quạt gió qua được đó, mà quạt gió gì nè rồi cái nước này nè là mình ấy rồi nó dắt khô gan nè, nó đùa gì nè khô gan dưới nè. Dạ. Cái nhà cửa như vậy nó rửa sạch mừng lắm rồi bình giọt mình lấy này vô nè, ống này nè mình xà nó luôn, mình bơm ống bên kia qua nè, trong bồn á. Mà thấy là mặt nó cũng đâu có đến nỗi người bệnh tật nha. Dạ. Dòm kỹ á. Rồi cặp mắt, cặp đồ đâu có mà thứ người ta ấy. Nãy giờ lúc trước là tính là từ khi mà anh phát bệnh đến bây giờ là mấy năm rồi cô? Đầu tiên thì phát ít vậy đó, cũng năm nay là cũng gần 7-8 năm trời rồi đó. Mà 3-4 năm nay là bị nặng vậy đó. Đầu tiên là cô chú là đợt đó cô đem đi hết trơn à? Đem đi
đem đi trị bệnh rồi bệnh. Ở ngoài rồi tới chừng nói lãnh thuốc ên à. Dạ. Uống mà rồi cái tự nhiên cái nghe người ta đưa điện thoại ơi đấy đấy đi ca lúc Nam uống tới giờ ngưng học không uống thuốc đó luôn. Dạ. Đưa thuốc với đưa ba nó có ba miệng nói nếu mà có gì đó thì cho nó đừng uống thuốc luôn mà nó hết luôn đi. Dạ. Chứ uống thuốc rồi cũng mấy người mà bị bệnh này đó uống thuốc rồi cũng trở đi trở lại cũng chửi mắng vài bên đây nè. Dạ. Mà nhưng nó cũng đỡ phần nào chứ bệnh này nó không có hết luôn. À. Thật sự vậy đó. Tại vì cô có đi bệnh viện mà khoa ở Sóc Trăng chỗ khoa người ta chỉ thần kinh mà bên khoa mắt đó. Dạ. Vì người ông bác sĩ Hùng nói cô ơi cô bây giờ tại vì nó làm gì huyết thống gì đó bây giờ nó không có thật hết đâu cô và chị cỡ nào cũng vậy đó. Cô buông tay bó tay rồi thấy con vậy đi qua bệnh viện lớn nữa. Dạ. Rồi lãnh thuốc rồi nó không chịu nó cắn răng nó bỏ. Ôi. Rồi lên tới Biên Hòa luôn, lên Biên Hòa lúc dịch bệnh đó. Dạ. Đi hết người ta cũng thấy hoàn cảnh cột giò đó. Dạ. Bên đó đó rồi thấy hoàn cảnh vậy thôi mấy đứa nó nói để nó xin tiền như mấy cậu nè. Dạ. Đặng một mớ tiền đặng nó đem đi điều trị Vinh, đem đi lên xe này chở có 2 tuần ăn 18 triệu rồi đẩy cho về luôn. Ừ. Rồi thuốc ở chỗ người ta cung cấp về không chịu uống nhục luôn bỏ luôn rồi buông tay luôn. Và là cái lúc đó là ảnh đã tác động cô chú chưa, đánh chưa? Đánh rồi hả? Đánh rồi ha. Ừ. Đánh rồi mới cột nè, xiền lại. Mới xiền cái chân. Ừ. Rồi mình cũng thấy bớt thả ra quánh nữa. À. Tính bớt rồi. Thả ra rậm cũng hiểu biết. Lúc biết đó thì cha mẹ không có quánh gì, có yếu lắm. Dạ. Bưng đồ uống đồ thì mình uống rồi nó mới uống. Dạ. Nó nói thôi cho cha mẹ uống đi rồi trước rồi con mới uống sau. Rồi tới sau vậy. Dạ. Bó tay quánh đại mẹ. Bây giờ cô á, tỉnh không tỉnh mà mê đó. Bây giờ thì cũng lo hoài tới gì đó. Dạ. Mà không cô không biết cũng ăn uống cũng ngủ mê được mà chắc trong người cô quả là lo về con không mập mà lợi cô thấy thì cũng không có đến đổi gì hung thì tại nhìn quánh cô đây nè. Ồ, quánh cô lưng cô hả? Ngay cái phổi bị ảnh hưởng ha. Thấy cô ốm quá trời luôn. Ừ, ốm hoài vậy đó. Mà nhưng cô thấy vượt qua được tới đâu vượt chứ bây giờ cô đâu có đi điều trị thì người ta cũng nói là hỏi mà người ta trị hết trong vòng năm rồi không lẽ đi lại người ta hoài sao? Dạ. Thì đó vậy đó thì cũng ngày nào cũng côn ba bốn cử rồi tắm rửa rồi nó giục quần áo ra thì giặt rồi nó nói ngay nó ỉa cái thì nó bỏ đây thì đem đi giục. Có cái hộp gì nè. À ỉa vô cái hộp. Ỉa vô cái hộp côn đang gọi đó. Ôi ôi. Nè. Ừ. Mới cho hộp không à? Dạ. Cho hồi lúc trước là nhớ không? Nhớ cái thứ mà vàng vàng đó. Dạ. Đầy nhà chân cô. Ôi mới nhớ trực lại cô đi mua mà ly mũ với này nè rồi nó chồng lại á rồi nó để đây rồi mình lấy ra cũng đỡ được một phần. Dạ. Rồi cái mình mới rửa gáy này nè cho nó rồi nó đem đùa đó đó. Dạ. dở cái cửa chỗ đó đó. Dạ. Rồi nó đùa xuống đó luôn. Ừ. Ra ngoài đó. Okay. Còn có cái nào thì mình tọc tay vô đây không có thì tọc tay lấy dòm có nó thẳng này mình thọt tay vô mình lấy ra bớt. Dạ. Cho nó sạch chứ cô mà thọt anh thấy anh nắm tay cô là mệt lắm nha. Ừ. Thì dòm vậy. Ừ. Thì để ý với cũng có ơn trên giúp rồi yêu cầu nguyện cho nó hoài vậy. Chưa em gọt gió qua không cái này là đi với đạn luôn rồi hả? Ừ. Chỗ đó thì chỗ tắm đó. Dạ, yeah, chỗ trong nha. Chỗ tắm nè. Rồi nước thì bánh bơm qua. Còn cái mấy... Ai lấy vậy? Lấy vài chục ngàn với phòng cơm ai? Chỗ tắm. Có cháy đèn không? Dạ, à, cháy hả chú? Tắm ngủ cùng kế yeah bên luôn. Tắm. Ai có thuốc? Cũng vô đây mình lấy ấm này. Bây giờ mình nó tắm được rồi. Dạ. Yeah. Mình tắm xả xuống cho nó. Rồi lấy xà bông gội đầu. Xà bông giặt đồ cho nó. Rồi nó rửa đâu không? Qua được. Ở chú gặp tụi nó năn nỉ hoài, ta la mà gắng lên tiếp hớt tóc cho nó. Ba đứa kèm hớt được. Ờ, này hớt tóc là phải mấy người rồi. Đâu vậy nè? Cái giật ngứa quá. Cái bữa mà cô tóc ngoài kia nè. Dạ. Cái ướt hết ngay giật.
Cô ấy sợ hả? Cũng mới sợ, tôi nghĩ có sợ đứt cái đầu, đứt cái này luôn nè. Đưa đây. Ôi, ôi. Đưa lên nội đây. Làm gì? Đưa nội lên xài. Trời trời, còn người nói gì? Kêu đưa điện thoại xài. Đưa điện thoại cho anh xài hả? Ừ. Anh không có điện thoại không? Gọi cho ai? Không nghe đâu, anh nói nói cho đó đi. Con đứng đây một hồi nữa. Có ai bút rồi với cái điện thoại ai? Thôi, người ta ấy lợi thăm cho rồi mà nói tụng bậy hoài, hút hút hoài vậy. Ngưng đi. Cô nói con sợ. Ừ, cũng đỡ. Có nhầm khi qua thôi rồi, đi ăn. Được rồi, cái điện thoại cho tao. Ai, tao đâu? Nào, khai ra đặng đem đi điều trị coi. Đi cứu coi. Không có nói lời cô nữa. Không dám. Không dám hả? Ừ. Không có dám nói lời cô. Cô ngồi trước trước mà nói là chú còn chờ người nữa. Chú nắm được tay, chân dịch cô tập tay, cô dung. Còn cái mà hơn nãy là cô nói là đừng cứu cô, cứu con nữa. Cha mẹ cũng thương con nhưng mà cũng mới nhiều, để nhiều. Con dòng này chứ. Chơi quá trời như chứ. Mình như một ngày mấy đứa đó ta nói mấy đứa mày thử coi. Mấy đứa mày phòng nổ nó nhốt một ngày. Dạ. Chịu nổi không? Tại vì nó hoàn cảnh nó vậy. Vô cái hoàn cảnh phải chịu đấy không chứ. Chứ mẹ cha mẹ thì lớn tuổi, hả? Lớn tuổi mà nhìn con mình như thế này thật sự đau lòng lắm á. Không đau. Không thời gian dài luôn rồi không biết là khi nào mới ảnh hết bệnh nữa, mình đâu có dám thả ra đâu. Đâu có dám ra rồi không biết nó ấy người ta rồi không biết người ta. Xin cái điện thoại chứ có thuốc à? Có thuốc hả? Em có cái điện thoại hả? Chịu đựng vậy luôn đi chứ sao giờ thì nào tới đâu. Còn cái có thuốc với cái điện thoại đây. Biết hết. Chú em lấy thuốc cho anh ha. Chú lấy thuốc. Đưa cái điện thoại. Em có cái điện thoại hả? Đưa cái điện thoại cho anh. Em Nam lại thăm. Ngồi xuống đưa cái điện thoại. Anh Nam lại thăm anh nè. Anh khỏe không? Đưa có thuốc. Cô hút rồi con ngày hút cái đít thì cô hút nhiều con đau quá trời. Có chỗ toilet rồi, nằm trong góc bên trái đó. Dạ. Nó rồi gác rồi bên đó luôn, rồi ngủ ăn ngủ ở trên đó luôn. Ở dưới cái nào là nước không ừ. Nước không là nó tắt cửa cái mát rồi có cái ống này nè đây của anh Vinh đó nha Vinh 37 tuổi phát bệnh gì cha mẹ để trong căn nhà như thế này nè phá là phá mấy ổ luôn cô bị giặt đồ ừ. Phá mấy ổ phá vậy nè không dám mở ra tóc thì cũng không có hết được luôn năm mấy rồi mà chú nói năm mấy chưa hết giờ mong anh khỏe rồi mà giờ cứ gì rồi đưa chị đưa cái điện thoại em bây giờ cũng lúc đó khóc nhiều lắm giờ cũng thấy thầm cũng bị quên em đưa điện thoại có gì em lại thăm tiếp nha. Rồi đưa điện thoại đây. Xin điện thoại thuốc. Đưa điện thoại thuốc. Có một
có mua thuốc cho anh ở ngoài kìa, chút đem vô cho anh ha. Ít út hú ít ít thôi. Đưa đây, đưa để đây. Rồi đưa tiền hả cô? Kêu bữa hổm không cái mua 24 tháng 3 để nó ế nó bán. Nói trời ơi, bệnh về mình thấy chú ơi, mấy trên lần trước dặn rồi. Cái con đâu cho em anh? Đói bụng hả? Đói bụng hả anh Vinh? Đói bụng hả gì? Rồi, có ra. Cái gì? Có ai thuốc rồi cho em liền. Anh Vinh năm nay nhiêu tuổi rồi? Nhớ không? Nhớ mình nhiêu tuổi không? Ở tiền ra đâu hả? Hay là lỗi mình nằm thở trong suốt ở trong căn phòng. Thôi em về nha, anh đi dành sức khỏe nha. Về đi, bỏ đi tiền điện thoại lại. Về bỏ tiền với điện thoại lại. Về nữa nha. Ở ngoài này là cái chỗ mà cái sao á cô? Cô lấy ra cái đường bên, ở bên kia. Bên này thì gom ống bên bển nước cái bển không bơm qua đây. Dạ. Vô cái ống chỗ nó tắm rồi. Dạ. Rồi cái đó thì nó tuôn ra đó thì nó tuôn chuột xuống đó. Dạ. À, cái nào mình lấy được thì mình dục ở đây. Dạ. Rồi chiều thì ung mũi. Ừ. Còn tối thì phải đóng cái cửa này lấy cái này ném lại nè. Dạ. Để mũi vô cắn nó tụi nghiệp nó mồm chiếm nó đốt hết trơn rồi. Dạ. Rồi đâu có dám ấy cô cứ mỗi ngày thì cứ kèm kém vô rồi đó. Dạ. Nhét hết trơn rồi. Không chừa miếng nào vô. Yeah. Chiều cả 5 giờ là cô làm. Con thấy bên kia mồ là mồ có hay không? Bên tốt bên kia. Hay có mồ lớn mồ nhỏ nữa. Có mồ nhỏ đó mình tại ta không có xây. Là cái mồ nhỏ đó là tại người ta. Người lớn hay người nhỏ? Người già đó. Người già hả? Cha mẹ người ta. Oh. Mà nói mà con người cha người ta xây. Được có cháu xây được nhiêu đó. Dạ. Bên nhà của bên Vinh luôn ha. Được cô cũng người nó có khá không có khô. Cô cũng mình có khá khô không cô thì phải có khó đi. Ồ. Thì cô đi chỗ này chỗ kia à, mà cô cũng dùng. Dạ. Đưa lên hỏi lại. Người này kia đã ừ, giúp dẫn cho anh hết bệnh. Anh ráng giữ gìn sức khỏe nha. Bà về giao điện thoại lại. Nên em đến thăm anh nè. Thuốc hả anh? Cái điện thoại chúng ta có thuốc. Có mua thuốc ở ngoài kìa, cho anh một cây thuốc kìa, có cô chú. Cái quạt cái điện thoại. Không quạt anh có không? Cái điện thoại với cái quạt. Chưa có thuốc đây. Có mua để ngoài xe cho anh kìa. Mua nguyên cây ở ngoài xe. Giờ điện thoại đây. Biết xài không? Biết xài em có một cái à. Có một cái điện thoại một à. Biết. Điện thoại làm gì? Điện cho ai anh điện cho? Điện thoại với đứa thuốc. Rồi. Con chào anh nha. Dạ. Em qua bển một chút. Dạ. Bài. Ơi. Để đây luôn hả? Thuốc không lấy điện thoại lấy thuốc không ai? Cái đứa có quẹt cho anh thôi, nó có thuốc rồi. Không à, không biết khúc hả? Tự đốt rồi đưa vô luôn. Dạ. Yeah. Sao anh đốt nhà luôn không? Cháy. Anh đây, cho em xin vài chục ngàn với thuốc nè. Út đi. Ô, vậy. Đưa lại với cái điện thoại cho em. Anh là kìa. Ăn dạ. Ôi, cô lại đây nè cô, lại đứng đây nè cô. Con gửi ít tiền của Đức Công Đức Thiện luôn. Cầm cầm đó. Có cô gửi 50 đô. Ừ. Mà con mua nãy con mua cây thuốc.
con mua cây thuốc còn lại con đưa cho cô ha. Tính mua bánh này kia mà chắc con nghĩ cô có mua rồi, con không mua. Ở đây cô mua cho ăn này với em nó đem về. Dạ. Đức tâm đức thiện cứu hoài. Dạ. Cô cũng biết thầy cô hết lòng nhiều, cô cũng thương anh Vinh á, thầy gửi. Cô gửi. Dạ. La quá trời la. Ừ. Còn 1.185.000 thì con gửi 1.200.000 ha. Đây, con gửi cho cô. Đây, cô cảm ơn. Dạ. 1.200.000 nha cô. Nói gì cho đức tâm đức thiện cho cô gửi lời thăm. Dạ. Nhân ơn cho cô cũng biết nói làm sao nha. Dạ. Dạ. Rồi nói tiếp cô. Dạ, tiếp sức với cô. Lâu lâu rồi gửi chút đỉnh cho cô để cho anh ăn uống. Dạ cảm ơn. Chứ ngày nào cũng lo gì cũng tốn kém cho anh. Tốn kém rồi nhà cửa rồi cắt đó, thì mình cũng cà phê cà pháo cầm tay rồi con đó. Nó mãi nó lo nó ấy về không à, nó trở về không à. Cô cũng biết nhiêu là nhiêu cho nó. Con làm ha. Ừ. Chứ không phải cô chú không thì biết. Thì ở bển người ta nói là nhà vậy mà để người ta cười với rồi thôi. Yeah. Ước vậy hoài thôi ráng ấy đi. Cô nói đặng cho kính là cô trời ơi tới xui tới giờ cưới thằng năm mấy, 2 năm cô không có đi bước dò quanh người ta nữa đó. Dạ. Tại vì vậy mà. Dính anh Vinh này nè. Ừ, chịu mới nổi. Cảm ơn nhiều lắm. Thôi cô Vinh sức khỏe ha. Thì cũng gửi lời cảm ơn đến gửi lời thanh mái. Cái tâm nước thiện luôn nè. Dạ. Cảm ơn. Nói ổng thì biết đường nói cô không có biết. Thôi mình đi vô cất tiền đi cô. Dạ. Đó, thì cô gửi 50 đô được 1.275.000 thì mua cây thuốc 90.000 thì còn lại 1.185.000 đưa con 1.200.000 với cả nhà. Cũng cảm ơn một người cô bên Mỹ gửi số tiền đức tâm đức thiện. Nhà cửa cô hôm nay cũng cắt xong cho chó chị. Đức tâm đức thiện lỡ được 50 đô. Cũng gỡ coi. Dạ. Nào mua cho năng phụ trợ cho thêm. Dạ. Không biết sao vậy. Lấy cây thuốc, lấy cây thuốc nha chú. Cây thuốc không gửi xe kìa, phải con mua ngoài đầu đường. Gửi lời thăm gì đó, ông nói dùm tôi cũng biết được. Mấy cây thuốc cô bán 90.000 còn lại như con đưa cho cô Nhan rồi đó. Dạ. Dạ, để cho anh Vinh. Mỗi lần vậy cô cũng mua cây gì đó. Cô dạ. Một gói thì 10.000 mà. Cho chú gửi lại cảm ơn đức tâm đức thiện mấy con. Dạ. Dạ. Cho chú nghe Vinh sức khỏe. Giúp đỡ cho nó vậy chú cũng ăn ơn. Chúc sức khỏe đức tâm đức thiện. Không giúp đỡ những người nghèo khổ như nó thôi. Những người của ít lòng nhiều tiếp xúc với cô chú vậy đó chứ cũng không có nhiều. Dạ. Lâu lâu rồi cô cũng gửi. Ừ, lâu lâu cô gửi về chủng trò cũng gửi cho con của ông gì dưới chợ đó. Dạ. Ông gì ông nóng đó. Ông tới ông gì đó. Út tới á. Dạ. Tới chợ cũng đức tâm đức thiện gửi. Ở đường xóm lớn á. Chú đem đó. Dạ. Chú đem vô cho đức tâm cho thằng bị xe đó. Dạ. Bị tai nạn xe giao thông. Chỗ Mỹ Hương mình vô đó. Dạ dạ. Chỗ bảy bé đi vô chứ có nhà ông. Dạ. Để ông hỏi hoài ông là có gửi cho con hả? Con là cũng có gửi. đỉnh giúp đỡ. Ừ. Thôi, rồi con chào cô chú nha. Dạ, cô dạ. Chú dành sức khỏe. Ừ, rồi rảnh vô tâm. Rồi con về dạ. Nha. Rồi cảm ơn cô chú. Dạ. Rồi, cô có đi sóc chân hoài mà. Rồi. Cô không có